Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chân Dung Lịch Sử. Các bạn thân mến, nước Việt Nam ta trải qua hàng nghìn năm lịch sử, trải qua những thăng trầm, biến cố. Trong quãng thời gian dựng nước và giữ nước ấy, Việt Nam từng trải qua nhiều quốc hiệu khác nhau. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu quốc hiệu nước ta qua các thời kỳ để cùng xem Việt Nam đã từng có những tên gọi như thế nào nhé! Quốc hiệu của nước ta qua các thời kỳ. 1. Xích Quỷ, thời kỳ của vua Kinh Dương Vương. Chúng ta thường biết đến quốc hiệu là Văn Lang, nhưng Xích Quỷ là tên nước ta đầu tiên nếu chiếu theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Trong huyền sử Việt Nam thì Xích Quỷ là một quốc gia cổ đại của cư dân Bách Việt, được xem là quốc hiệu đầu tiên của nước Việt vào đầu thời đại Hồng Bàng. Từ Hán Việt thì xích nghĩa là màu đỏ, từ quỷ là từ chữ vương của người Bách Việt. Xích Quỷ là tên một ngôi sao có sắc đỏ rực rỡ nhất trong nhị thập bát tú trên bầu trời. Nước Xích Quỷ của Kinh Dương Vương trong truyền thuyết Việt Nam cũng có thể là một nước có thực trong lịch sử. Nước Xích Quỷ là nền văn hóa đồng thau với các di vật tiêu biểu là những bộ não bạt và trống đồng cỡ lớn. Truyền thuyết họ Hồng Bàng và truyền thuyết về Thánh Gióng có thể đã lưu truyền những hồi âm, hồi quang xa xăm của nước Xích Quỷ. 2. Văn Lang, quốc hiệu nước ta thời kỳ các vua Hùng. Văn Lang cũng được biết đến là tên nước ta đầu tiên theo truyền thuyết. Nhà nước Văn Lang được cai trị bởi các Hùng Vương. Văn Lang là tên bộ tộc mạnh nhất đã thống nhất 15 bộ. Nhiều người cho rằng nguồn gốc từ tiếng Việt cổ Blang hay Klang, mà nhiều dân tộc miền núi ở cao nguyên Trung Bộ chỉ một loại chim mà họ tôn kính như vật tổ. Cách giải thích này phù hợp với tên gọi của vùng đất Bạch Hạc, con hạc trắng hay Mê Linh, chim Linh. Nó cũng phù hợp với hình ảnh các chú chim hạc được thể hiện trên những mặt trống đồng được tìm thấy. Theo truyền thuyết, Kinh Dương Vương lấy con gái của Động Đình Quân là Thần Long rồi sinh ra Lạc Long Quân. Sau này là Long Quân lấy Âu Cơ, con gái của Đế Lai. Họ sinh ra 100 trứng, nở ra 100 con, là tổ của Bách Việt. Tuy nhiên, vì Lạc Long Quân là giống rồng, Âu Cơ là giống tiên, nên hai vợ chồng phải chia cắt, đem 50 con xuống biển theo Lạc Long Quân và 50 con lên miền núi theo Âu Cơ, chia nhau trị vì các nơi. Nếu gặp sự nguy hiểm thì báo cho nhau biết, cứu giúp lẫn nhau. Người con trưởng ở lại đất Phong Châu được tôn làm vua nước Văn Lang, lấy hiệu là Hùng Vương. Khi Hùng Vương lên ngôi, đã đặt quốc hiệu là Văn Lang, chia nước ta ra làm 15 bộ. Lãnh thổ là vùng khu vực đồng bằng sông Hồng ngày nay. Giúp việc cho vua Hùng là các Lạc Hầu, Lạc Tướng. Con trai vua Hùng được gọi là Quan Lang, con gái được gọi là Mị Nương. Thời kỳ này, đời đời cha truyền con nối, các đời nối tiếp nhau nhưng vẫn lấy chung hiệu là Hùng Vương. Khoa học lịch sử ghi nhận, thời kỳ Hùng Vương hay nhà nước Văn Lang là thời kỳ đầu tiên của xã hội có giai cấp và nhà nước ở Việt Nam. Qua nguồn sử liệu của các sử gia phong kiến và dựa trên cơ sở của ngành sử học cho chúng ta thấy rằng do nhu cầu trị thủy, nhu cầu chống ngoại xâm và việc trao đổi kinh tế văn hóa giữa những bộ lạc nên các bộ lạc có xu hướng tập hợp, thống nhất với nhau. Thủ lĩnh của bộ lạc Việt dựng lên nước Văn Lang, xưng vua gọi là Hùng Vương. Thời kỳ này truyền được 18 đời. Hùng Vương là những thủ lĩnh của thời kỳ Việt Nam bắt đầu dựng nước. Thời đại Hùng Vương có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Đây là thời kỳ phát triển kinh tế, xã hội, đời sống văn hóa tinh thần và tâm linh. Đây cũng là thời đại hình thành nên những giá trị về văn hóa và các giá trị văn hóa ấy thấm sâu vào mỗi con người Việt. Ngày nay, ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 được tổ chức tại Đền Hùng, Phú Thọ là một trong những ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam. Là ngày để những người con đất Việt hướng về cội nguồn, tưởng nhớ đến công lao của các vị vua Hùng trong quá trình dựng nước và giữ nước.
3. Âu Lạc, tên nước ta thời kỳ An Dương Vương. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Đại Việt Sử Lược, thì nhà nước Âu Lạc được Thục Phán là một thủ lĩnh bộ tộc Âu Việt thành lập vào năm 258 trước công nguyên, sau khi ông đánh bại vị vua hùng thứ 18 của nước Văn Lang. Ông lên ngôi, lấy niên hiệu là An Dương Vương. Sau khi lên ngôi, Thục Phán đã sáp nhập lãnh thổ của Văn Lang và lãnh thổ của bộ tộc mình, hình thành nên một nhà nước mới tên là Âu Lạc. Âu Lạc là sự kết hợp giữa người Âu Việt và người Lạc Việt. Lãnh thổ của quốc gia Âu Lạc gồm lãnh thổ cũ của bộ tộc Âu Việt ở phía Bắc, ngày nay là một phần phía Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, và lãnh thổ của Văn Lang ở miền Bắc Việt Nam. Âu Lạc có ranh giới phía Bắc là sông Tả Giang, Quảng Tây, đến phía Nam là dãy núi Hoành Sơn ở Hà Tĩnh hiện nay. Cũng theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Đại Việt Sử Lược, thì nhà nước Âu Lạc kết thúc vào năm 208 trước công nguyên, sau khi An Dương Vương bị Triệu Đà, là một viên quan nhà Tần ở Quảng Đông, Trung Quốc, đánh bại và sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc. Nhân dân sau này đã đúc tượng Thục Phán bằng đồng và đặt bên trong đền thờ An Dương Vương ở Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội. Cuộc kháng chiến chống xâm lược Tần của nhà nước Âu Lạc cũng là cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước đầu tiên trong chính sử Việt Nam. 4. Vạn Xuân, quốc hiệu nước ta thời Lý Bí. Đây là quốc hiệu của Việt Nam trong thời kỳ độc lập ngắn ngủi dưới thời nhà Tiền Lý. Cụ thể, vào đầu thế kỷ thứ 6, nhà Lương cai trị và chia nước ta thành Giao Châu, Ái Châu và Hoàng Châu. Các chức vụ quan trọng do những người thuộc tôn thất nhà Lương hoặc những người trong dòng họ lớn nắm giữ. Người Việt chỉ được giữ những chức vụ nhỏ, không được tham gia vào việc cai quản. Nhà Lương thi hành chính sách cai trị tàn bạo với nhân dân Giao Châu. Chúng thực hiện chính sách phân biệt đối xử với người Việt. Nhân dân Việt cũng phải chịu tô thuế nặng nề, khiến đời sống dân khổ cực, dẫn đến sự oán thán của nhân dân. Vì lý do trên, tháng 1 năm 542, Lý Bí đã quyết tâm dựng cờ khởi nghĩa tại Thái Bình, Sơn Tây và được sự ủng hộ của nhân dân khắp nơi. Nhiều anh hùng hào kiệt đã tham gia vào nghĩa quân như Triệu Túc, Triệu Quang Phục, Phạm Tu, Tinh Thiều, Lý Phục Man. Chỉ sau 3 tháng, nghĩa quân đã giành được thắng lợi, chiếm được hầu hết các quận, huyện. Thứ sử của nhà Lương là Tiêu Tư hoảng sợ đã bỏ thành mà chạy về Trung Quốc. Đến tháng 4 năm 542, nhà Lương không cam lòng, liền tăng cường huy động quân sang đàn áp cuộc khởi nghĩa của Lý Bí. Nhưng nhà Lương tiếp tục thất bại, nghĩa quân đã giải phóng được Hoàng Châu. Đến đầu năm 543, nhà Lương vẫn chưa từ bỏ ý định nên tiếp tục cho quân sang tấn công quân ta lần thứ hai. Sau thời gian chiến đấu anh dũng, quân ta cũng đã giành được thắng lợi, buộc nhà Lương phải rút quân khỏi nước ta. Sau khi đánh bại được hoàn toàn quân Lương, giành được thắng lợi, thì năm 544, Lý Bí lên ngôi làm hoàng đế và lấy hiệu là Lý Nam Đế. Ông quyết định đặt tên nước là Vạn Xuân và chọn xây dựng kinh đô tại cửa sông Tô Lịch. Như vậy, nước Vạn Xuân được thành lập, có nhà nước riêng, chế độ cai trị tự chủ, đưa đất nước thoát khỏi ách thống trị của nhà Lương. Hai từ Vạn Xuân giống như mong muốn về sự tươi đẹp và trường tồn của dân tộc. Đó là mơ ước đất nước luôn yên bình và đẹp tươi như những mùa xuân. Cuộc khởi nghĩa do Lý Bí lãnh đạo đã mang lại tiếng vang lớn trên cả nước. Ngày nay, để tưởng nhớ đến công ơn của vị vua Lý Nam Đế, người dân đã lập đền thờ tại nhiều nơi. Nhà nước Vạn Xuân của Lý Bí tồn tại không lâu, rồi lại rơi vào tay của phương Bắc Đô Hộ từ năm 602. Từ đó, quốc hiệu Vạn Xuân bị vùi dập và chỉ được khôi phục sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền, đánh tan quân Nam Hán, chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc. 5. Đại Cổ Việt, quốc hiệu nước ta thời nhà Đinh đến đầu thời nhà Lý. Đây là quốc hiệu của Việt Nam trải qua 7 vị vua trị vì thuộc 3 triều đại: nhà Đinh, nhà Tiền Lê và đầu thời nhà Lý, với kinh đô ban đầu đặt tại Hoa Lư, và từ tháng 7 âm lịch năm 1010, sau khi nhà Lý được thành lập thì rời về đặt tại Thăng Long.
Sau khi Ngô Quyền qua đời, đất nước rối ren, các thế lực phong kiến nổi lên, sử cũ gọi là loạn 12 sứ quân. Đinh Bộ Lĩnh đã đứng dậy dẹp loạn 12 sứ quân và lập ra nhà Đinh, hiệu là Đinh Thiên Hoàng. Ông đặt quốc hiệu nước ta là Đại Cổ Việt. Đại theo nghĩa chữ Hán là lớn, cổ là âm Hán Việt cổ của từ cự hay cừ, cũng có nghĩa là lớn. Đinh Thiên Hoàng muốn ghép hai chữ để khẳng định nước Việt là nước lớn. Về sau, cổ được viết theo chữ nôm là đại ở trên và cù ở dưới. Các bộ quốc sử như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục đều lấy mốc ra đời của nước Đại Cổ Việt để chia cắt giai đoạn. Từ đó về trước là phần Ngoại Kỷ, Tiền Biên. Từ đó trở về sau là Bản Kỷ, Chính Biên. Nhà nước Đại Cổ Việt tồn tại trong vòng 86 năm, từ năm 968 đến năm 1054, và có vai trò quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Cụ thể, vai trò của nhà nước Đại Cổ Việt như sau. Nhà nước Đại Cổ Việt là một nhà nước quân chủ trung ương tập quyền, thừa kế và phát triển lên một bước so với nhà nước quân chủ của nhà Ngô trước đó chưa có quốc hiệu. Nhà nước Đại Cổ Việt cũng là nhà nước quân chủ đầu tiên đặt quan hệ bang giao với Trung Quốc. Theo một số tài liệu thì vào năm 970, vua Đinh Tiên Hoàng sai sứ thần sang nhà Tống để kết hiếu giao hảo. Đinh Tiên Hoàng cũng là người đầu tiên trong lịch sử Việt Nam thi hành những biện pháp và nghi thức ngoại giao vừa mềm mỏng vừa cứng rắn đối với đế chế Trung Hoa. Từ đó, một bài học kinh nghiệm ngoại giao với đế chế khổng lồ phương Bắc được biết đến là ở trong xưng đế, bên ngoài xưng vương cho các vương triều quân chủ Việt Nam sau này. Nhà nước Đại Cổ Việt cũng đã ghi lại những dấu ấn với việc thực thi các chính sách đúng đắn đối với các dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để các dân tộc chung sống hòa bình, cùng nhau đoàn kết chống lại kẻ thù chung, mở rộng lãnh thổ về phương Nam, tiến hành nhiều cuộc khai phá, di dân để các triều đại sau này tiếp tục hoàn thành trọn vẹn quá trình ấy. Vào thời nhà Lý, nước Đại Cổ Việt tiếp tục phát triển hưng thịnh dưới thời vua Lý Thái Tổ và Lý Thái Tông. Năm 1054, vua Lý Thánh Tông lên ngôi, đổi tên nước thành Đại Việt. 6. Đại Việt, quốc hiệu của nước ta từ năm 1054 đến năm 1400 và từ năm 1428 đến năm 1805. Tên gọi Đại Việt được sử dụng từ thời trị vì của vua Lý Thánh Tông, vị vua thứ ba của nhà Lý. Quốc hiệu Đại Việt tồn tại trong 723 năm qua thời kỳ cai trị của các chính quyền nhà Lý, nhà Trần, nhà Hậu Lê, nhà Mạc, nhà Tây Sơn và 3 năm đầu thời nhà Nguyễn 1802 đến 1804. Và tên gọi này bị gián đoạn trong 27 năm thời nhà Hồ. Lịch sử Đại Việt đã chứng kiến nhiều trận chiến chống ngoại xâm như chống quân Tống, 3 lần chống quân Nguyên Mông, chống quân Xiêm, chống quân Thanh. Đến năm 1804, khi vua Gia Long đổi tên nước thành Việt Nam, thì quốc hiệu Đại Việt không còn được sử dụng nữa. 7. Đại Ngu, quốc hiệu nước ta thời nhà Hồ. Vào tháng 3 năm 1400, khi Hồ Quý Ly lên nắm quyền và quyết định đổi tên quốc hiệu Đại Việt thành Đại Ngu. Chữ Ngu có nghĩa là sự yên vui, hòa bình, không phải là nghĩa của từ ngu ngốc. Đại Ngu có thể hiểu là ước vọng về một sự bình yên rộng lớn trên khắp cõi Giang Sơn. Thành lập không lâu thì nhà Hồ thất bại trước cuộc kháng chiến chống nhà Minh. Sau khi Lê Lợi lãnh đạo khởi nghĩa Lam Sơn lật đổ ách đô hộ của nhà Minh thì đã lấy lại tên nước là Đại Việt. 8. Việt Nam, quốc hiệu nước ta từ thời Nguyễn Ánh, Gia Long. Sau khi lật đổ vương triều Tây Sơn, Nguyễn Ánh lên ngôi lấy hiệu là Gia Long, chọn kinh đô ở Phú Xuân, Huế. Nguyễn Ánh là người mở đầu thời Nguyễn và cho đổi tên nước là Việt Nam. Vào năm 1804, quốc hiệu Việt Nam được công nhận hoàn toàn về mặt ngoại giao để trở thành chính thức. Hai từ Việt Nam trước đó được tìm thấy trong một số tác phẩm của Trạng Nguyên Hồ Tông Thốc, Nguyễn Trãi, Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Phần lớn các giả thuyết đều cho rằng hai từ Việt Nam được kiến tạo bởi hai yếu tố, chủng tộc và địa lý,
tức là người Việt ở phương Nam. 9. Đại Nam, quốc hiệu nước ta cuối thời Minh Mạng. Cuối thời vua Minh Mạng, vào năm 1838, quốc hiệu được đổi từ Việt Nam thành Đại Nam, nhưng trong các tác phẩm văn học thì vẫn gọi là Việt Nam. 10. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tên gọi của nước ta từ năm 1945 đến năm 1954. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, đã khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngày này cũng được lấy là ngày quốc khánh của Việt Nam. 11. Quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa. Quốc gia Việt Nam là tên gọi tồn tại trong giai đoạn từ giữa năm 1948 đến năm 1955, theo một thỏa thuận năm 1949 giữa Bảo Đại, cựu hoàng của nhà Nguyễn và Tổng thống Pháp. Quốc gia Việt Nam cũng là tiền thân của Việt Nam Cộng Hòa. Quốc gia Việt Nam đổi tên thành Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1955. 11. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tên nước ta từ năm 1976 đến nay. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, toàn bộ đất nước được thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà. Đến ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã quyết định đổi tên nước thành Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992 và Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định quốc hiệu đó, đưa nó trở thành chính thức cả về pháp lý lẫn trên thực tế. Như vậy, qua mấy ngàn năm lịch sử, để hình thành Việt Nam như ngày nay, quốc hiệu nước ta đã phải trải qua không ít thăng trầm, để đến ngày nay, chúng ta tự hào khi nghe hai chữ Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi quốc hiệu của nước ta qua các thời kỳ. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật thường xuyên và sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.